chúng con biết theo ai. Xin Ngài đấng cứu độ muôn đời. Ngài là chính nguồn ơn Chúa gửi vào thế gian này, để người nào lắng nghe lời Chúa cho con được cứu rỗi. Người nào từ khước tin vui, không để tâm nghe tiếng gọi, mau của Ngài không đường sống vui muôn đời. Lời Ngài là thần khí từ trời, trao con để dẫn con trên đời. Lời Ngài là sự sống vinh quang, đưa con về trời ánh sáng. Chúa đi.